nay mình sẽ quẩy full cái đếm ẩn. Đếm ẩn này là giúp về cho các bạn mất gốc, tất cả các bạn mất gốc. 2K1, 2K2, 2K3 đều học được hết nha. Cho các bạn mất gốc. Mất gốc 2K1, 2K2 đều học được hết buổi ngày hôm nay. Các em cứ xe lại về tường nhá. Xong rồi tag các bạn vào trong video livestream này. Để chỉnh một chút cho nó sáng một tí nhá. Cùng nhìn thấy. Đấy, các em thấy nét hơn không? Thấy chỉnh một tí. Nghe nhạc cũng nghĩ đến sổ số. Đợi một tí nhá. Đợi một tí đi ạ. Để cho bạn vào đầy đủ rồi mình sẽ bắt đầu buổi live ngày hôm nay. Các em giúp thầy share video livestream này về tường mất gốc 2K về một tháng nhá. Các em giúp thầy share video livestream này về tường công tác các bạn các em ở trong video livestream này nhá. Hello, các bạn em giúp thầy share video livestream lại về tường công tác các bạn ở trong này giúp thầy. Hello Thắng, được 10 hôm nay thích thưởng gì thì thưởng đấy luôn. Đấy các em kích vào cái link của bạn Hello Cao Văn Hảo, chào ở nhà. Các em xem video livestream này về tường trong tác các bạn vào trong video livestream nhá. Mình bắt đầu chuẩn bị. Điểm danh nào sẵn sàng chưa? Chào Lê Hữu Nghĩa. Các em GMT hình ảnh có nét không? Các em GMT hình ảnh có nét không? Các em hình ảnh thế nào, có sắc nét không? Hay là tối lắm? Chào Phố Hợp, chào Nguyễn Thanh Huyền. Hello. Chào Lạc Lối. Hello, chào Lê Hữu Nghĩa. Chuyên mục chào hỏi một chút bắt đầu. Chuyên mục chào hỏi bắt đầu. Hello, chào cả nhà. Đấy, hôm nay xem được 500 xe. Hôm nay là thầy live stream một cái skin 002, skin dành cho tất cả các bạn mất gốc 2K1, 2K2 đều có thể học được. Đều có thể học được nhá, thầy nhắc lại là tất cả các bạn mất gốc 2K1, 2K2 đều có thể học được luôn. Rất dã man, rất kinh điển. Hello Phạm Thành Lợi, chào Nguyễn Bình. Các em giúp thầy xem video livestream này về tường trong tác các bạn có em vào trong video livestream này nhá. Chiến hết tờ này, đúng rồi, trong này chiến hết tờ này. Cái này khá là khó với những bạn nào chưa học thầy, còn cực kỳ dễ với những bạn nào đã học thầy rồi. Hello. Hello, chào Nguyễn Hòa. Hello, chào cả nhà. Các em giúp thầy share video livestream lại về tường nhá. Xong tác các bạn vào, chúng ta đợi một chút xíu rồi mình sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Đợi được hơn 100 bạn xem đã, các em share lại về tường giúp thầy. Bao giờ hơn 100 bạn xem chúng ta bắt đầu. Hơn 100 bạn xem chúng ta bắt đầu, chúng ta có cái mốc như vậy, hơn 100 bạn. Hôm nay mình chữa full đề này. Dĩ nhiên chiêu của thầy kinh điển, làm sao em biết được. Có skin 03 nhá. Rất nhiều skin dành cho cả nhà.
rất rất nhiều skin. Hello, bạn nào chưa xem lại về đường đi xe là nhanh như các em biết thì skin 01 hôm nọ chúng ta đã chiến đấu rất kinh. Chào nội bộ. Hello, chào Nguyễn, fan cứng rồi, rất nhiều fan cứng. Hello, chào bạn Đình Khang, các em giúp thầy xe lại về tường nhá, xong rồi tag các bạn vào trong video live stream giúp thầy. Hello, đấy, thầy bị tấn công quá nhiều nên hôm nay bây giờ mới có thể bắt đầu cái buổi live stream được với các em. Thầy bị tấn công khá là nhiều. Hello, hôm nay chắc cũng bị tấn công rồi, hôm nay mất công, khá mất công. Link đề ở ngay trên fanpage của thầy mà em. Skin siêu to khổng lồ, chính xác Lê Hữu Nghĩa. Skin của thầy dã man lắm. Ok, cả nhà ơi, cả nhà sẵn sàng không nhỉ? Chấm cái để thể hiện là các em sẵn sàng nào. Chấm cái để thầy biết là em sẵn sàng nào. Cùng chấm nào, nào mình cùng chấm để biết, để thầy biết là các em đã sẵn sàng. Hello, thầy không xe được lên trên tường của thầy, các em giúp thầy xe lại trên tường nhé. Lớp óc của thầy thì cực khủng đức ạ. Lớp óc của thầy thì dã man rồi. Ok, 99, 100 nào. Lên 100 cái cho cả ai, 100 rồi. Lên 100 cái cho cả thế giới trầm trồ. Skin này là cái skin rất kinh. Skin rất kinh, skin dùng để chinh phục rất nhiều bài trên 7 cộng. Thì hôm nay thì thực hiện cái buổi live stream này cho các em. Và các em chú ý một điều rằng là kết thúc cái buổi live stream này thì sẽ, bởi vì là một skin khủng, nên là ngay khi kết thúc buổi live stream, kết thúc buổi live stream thầy sẽ ẩn video live stream này. Thầy sẽ ẩn video ngay khi kết thúc, ngay khi kết thúc, bởi vì skin này rất kinh khủng. Thế nên các em giúp thầy xe lại về tường, xe lại về tường để có thể xem lại nhé, để có tài liệu để xem lại, để có thể học lại. Bởi vì đây là skin rất khủng, thầy thì không muốn có để lộ ra rất nhiều người đi copy của thầy, nên thầy sẽ cất nó đi nhá. Thầy sẽ cất nó đi và sẽ hạn chế cho mọi người nhìn thấy. Nên là các em nhớ rằng là xe lại video live stream về tường, được chưa? Nhớ là xe lại về tường thì một rồi sau đó rồi thầy sẽ ok. Thầy có rất nhiều skin. Thầy không nhìn thấy bài thầy bình luận đâu. Ok, sẵn sàng như vậy nhá. Bạn nào sẵn sàng rồi chấm cái nào. Bạn nào sẵn sàng chấm cái nào. Thầy không... Ok, mình bắt đầu nhá, mình bắt đầu chiến đấu thôi. Nào, sẵn sàng chưa? Bắt đầu chiến đấu. Ok, câu 25. Câu 25. Đây, bây giờ đến đây. Các em thử comment đáp án xem có biết được câu 25 đáp án gì không? Các em thử comment đáp án xem câu 25 các em biết đáp án gì không? Ôi, khó đấy, câu 25 thực ra khó đấy. Không phải đứa nào biết được đáp án câu 25 đâu, đúng không? Thử comment xem nào. Thử comment đáp án câu 25 xem nào. Không phải bạn nào biết đáp án của 25 là đáp án gì. Ok, sẵn sàng chưa? Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 3,42. Đốt cháy hoàn toàn 3, nhìn kỹ nha, nhìn kỹ thầy làm nhá. 3,42 gram hỗn hợp gồm acid acrylic là thằng nào? Đây này, cái này này. C nối đôi C COOH. Đúng chưa? Đây là anh acid acrylic. Và bởi vì nó là anh acid acrylic nên hơi tối nhỉ. Nên bởi vì nó là anh acid acrylic nên này có này, tiếp tục này. Vinyl acetate CH3COO CH nối đôi CH2. Methyl acrylate. Đấy, methyl acrylate là gì? Là C nối đôi C, à thầy tắt nhạc.
C nối đôi C C O O C S bạn. Được chưa? Vậy ở đây mình có này, tiếp tục là axit oleic. Hello Lan Anh, chào cả nhà. Axit oleic là C17H33COOH. Đốt cháy là cộng oxy. Không, chiều này thì còn dã man nhiều. Thu được hỗn hợp của chúng ta gồm CO2 và nước. Đúng không? Thu được hỗn hợp chúng ta gồm CO2 và nước. Vậy hoàn toàn ở đây thì được này. Sau khi thu được hỗn hợp của chúng ta gồm CO2 và nước thì mình được, sau khi phản ứng thu được 18 gam kết tủa hấp thụ vào CaOH 2 lần dư, CaOH 2 lần dư, CaOH 2 lần dư thì mình sẽ thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Để bài cho 18 gam kết tủa, 18 gam kết tủa thì chúng ta tìm được số mol của kết tủa sẽ bằng là 18 chia cho 100 thì bằng 0,13, 0,18 mol. Và dung dịch X, khối lượng của X so với lượng CaOH 3 2 lần ban đầu là như thế nào? Thế mình có là, vậy là delta M thì bằng M vào trừ M ra. Đây là các câu đấy chuẩn bị cộng nha. Nhưng mà với cách giải của mình thì cực kỳ thông minh, không phải cứ đổ ý, nhìn kỹ, xem kỹ. Bằng M CO2 cộng M nước, cái cách nhớ tên mấy nữa thì nói nha. M nước trừ đi M kết tủa. Ok, bạn nào chưa biết cách nhớ tên thì nhớ xem skin 004, chuẩn bị sắp tới để có. Bạn nào chưa xem lại về tường xe nha, nhìn kỹ này. Về nhiệm vụ giờ ta cần tìm số mol CO2, số mol nước. Thầy đặt, nhìn kỹ, thầy đặt anh này là A, B, C, D. 1, 2, 3, 4 ẩn. 4 ẩn, các em nhìn kỹ chưa? 4 ẩn đúng chưa? Thầy có mấy sự kiện này? 1, tối á. Thầy đang chỉnh đèn tối mà. Đây cái này kìa. Thầy đang chỉnh đèn cho các em đây. À. Sáng chưa? Bây giờ các em thấy sáng chưa, ổn chưa? Bây giờ thì có này. Hơi tối, hơi mờ à, thầy đang chỉnh đèn chút. Thầy vừa chỉnh rồi, giờ các em thấy sáng hơn chưa? Thấy sáng chưa? Bạn nào thấy sáng hơn chấm cái. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ này. 1, 2, 3, 4 ẩn. 1 dữ kiện, 2 dữ kiện, 2 dữ kiện, 4 ẩn. Thầy được quyền gạch đi 2 ẩn. 2 dữ kiện, 4 ẩn. Thầy được quyền gạch đi 2 ẩn. Đấy, thì giờ các em nhìn nhá. Giờ các em nhìn nhá. Bây giờ thầy gạch đi ẩn nào. Bây giờ thầy gạch đi ẩn nào nhỉ? Ok rồi, ok. Thầy được quyền gạch đi 2 ẩn bất kỳ. Nhìn kỹ nhá, thầy gạch này. Gạch cái này. Vậy thì còn 2 ẩn đúng không? Thầy còn 2 ẩn đúng không? Khi mà thầy còn 2 ẩn. Vậy ở đây thì sẽ được điều gì? Anh này công thức là gì nhỉ? C3H6O2. Anh này công thức là C4H6O2. Vậy thì có phương trình, hệ phương trình đầu tiên 74A cộng với 86B. À, thầy chưa thấy rõ sao? Đây, đợi thầy tiệm. 74A cộng với lại 86B. 74A cộng 86B thì bằng 86B thì bằng 3,42. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn. Đây này, 0,18 này, do CO2 là lần dư nên số mol CO2 là 0,18. Được chưa? Anh này C3H4O2. Được chưa? Nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đúng không? Thế là chỗ này là bằng 72 à? 72A C34, ok, thank you. 72A cộng với lại 86B bằng 3,42. Phương trình tiếp theo ta có bảo toàn carbon 3 cộng với lại 4B thì bằng 0,18. Nhìn kỹ nha, bây giờ thì bấm máy tính tìm AB này. Nhìn thật kỹ này. 1, 2, 7, 2 bằng 8, 6 bằng 3,42 bằng 3 bằng 4 bằng 0,18 bằng A bằng âm 0,06.
âm 0,06, B bằng 0,09, B bằng 0,09. Nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ nhá. Vậy bây giờ đề bài chúng ta cần tìm số mol của nước thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro, âm 0,06 nhân 4, âm 0,06 nhân 4 cộng với 0,09 nhân 6, 0,09 nhân 6. Được chưa? Chia cho mấy? Chia cho 2. Được chưa? Vậy thầy đường này, âm 0,06 nhân 4 cộng 0,09 nhân 6 bằng chia 2 bằng âm 0,06 nhân 4 cộng 0,09 nhân 6 bằng chia 2 bằng 0,15 bằng 0,15. Được chưa? Vậy đề bài đã hỏi này, khối lượng thay đổi như thế nào? Vậy ra đường này, mở cái tủa rồi nhá, nhìn kỹ nhá. Mở nước bằng 0,18 nhân 44 cộng mở nước này bằng 0,15 nhân 18 trừ mở cái tủa là 18. Vậy ta bảo 0,18 nhân 44 cộng 0,15 nhân 18 trừ 18 bằng âm 7,38. Âm 7,38. Nhìn kỹ chưa? Âm 7,38 nhá. Đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Đây là một trong số những skin rất kinh điển của thầy. Skin mang tên Minh Mioli có thể cân mọi bài khó giúp các em nha. Skin này của thầy có thể cân mọi bài khó. Đấy, thầy chỉnh đèn xem nào. Giờ giải xong thì mới có thời gian để chỉnh đèn. Sáng chưa? Nét căng chưa? Ok chưa? Gạch chất nào cũng được phối hợp ạ. Gạch chất nào cũng được. Đấy, bạn nào thấy hay chấm cái nào? Bạn nào thấy hay chấm cái để thầy biết là em thấy hay ạ. Bạn nào thấy hay chấm cái. Gạch chất nào cũng đặc biệt. Ok không? Kinh điển không? Cân mọi câu khó. Đấy. Các em thấy dã man. Có thể gạch hai cái trên. Em gạch thấy cái nào cũng được mà. Em gạch cái nào cũng được. Không tin em có thể thử. Không tin em có thể thử. Có cần thầy thử không? Dã man không? Dĩ nhiên rồi. Chiêu của thầy nó phải chiêu kinh điển nhá. Ok. Gạch hai chất nào cũng được. Đấy, thế nên là thầy mình bảo là cách này thì tẹo nữa thôi. Sau khi live stream xong là thầy sẽ ẩn đi, bởi vì rất dễ bị copy. Sau này các em có nhìn thấy cách nào này ở đâu đó thì các em nhớ bảo là thầy Minh Mioli nhá, không là copy. Thế có rất nhiều người giải những câu này theo kiểu để đặt ẩn giải hệ đến tây. Quy đổi làm sao học sinh nhìn thấy được? Quy đổi cũng chỉ một vài đứa mới nhìn thấy được thôi. Đúng chưa? Ok. Bữa em xả là sửa hải bài cách thầy nhanh hơn cách cô. Đúng rồi, chính xác. Dĩ nhiên là cách nhanh hơn cách cô rồi. Cầm tim luôn. Live stream xong thầy sẽ xóa. Chắc chắn rồi. Bởi vì đây là skin đặc biệt. Skin này không thể giữ lại được. Giữ lại rất nguy hiểm. Rất nhiều người copy mà lại. Thế nên các em biết là lý do tại sao thầy luôn luôn bị report Facebook. Tại vì có rất nhiều người ghen tị những skin của thầy. Thế nên là mới report Facebook để không, để không cho thầy giúp đỡ các em. Mấy các em chú ý rằng là thầy đợt tới là thầy liên tục live stream các skin kinh khủng cho các em. Bạn nào chưa share lại thì share nhanh nhá. Share thật nhanh bởi vì là thầy ẩn đi thôi. Đấy. Thế bạn nào mà chưa hiểu, bạn nào chưa hiểu mới vào, nhưng bạn nào chưa hiểu xóa luôn á, nên là share lại đi. Share thật nhanh mà. Bạn nào chưa hiểu mới vào thì bây giờ nhìn nhá, xem câu 26 này. Chiến tiếp câu 26 này. Chiến tiếp câu 26 này. Chấm lại nhanh, chấm lại nhanh. Itachi Lui, dĩ nhiên quá nguy hiểm. Xem nhá. Hỗn hợp khí gồm ethylene C2H4. Đây, giờ thì làm tiếp. Metan CH4, propin C3H4, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cân tiếp chưa? Vinyl acetylene C4H4. Bọn này có tỷ khối xoay hydro là 17. Tỷ khối xoay hydro là 17, vậy thì phân tử khối của nó là bằng. Thầy giảng rất là chậm cho các em. Bạn nào chưa hiểu thì nghe kỹ nha. Bạn nào hiểu rồi thì chấm cái cùng bấm máy tính thử xem. Phân tỷ khối xoay hydro là 17, vậy mình có phân tử khối của hỗn hợp X sẽ bằng 17 nhân 2 thì bằng 34. Hiểu chưa? Đốt cháy hoàn toàn 0,05 nó mol hỗn hợp X. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X thì thầy cho cái quạt nó đỡ đỡ đi. Nó bớt bớt để bớt rung. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X
rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy. Vậy mình vẫn cộng với oxy đúng không? Mình vẫn thu được hỗn hợp gồm CO2 và nước. Nha. Hấp thụ vào bình đựng CaOH này lần dư. OH này lần dư. Thì khối lượng bình tăng thêm mg. Chú ý khối lượng bình m bình tăng chính bằng m CO2 cộng m nước. Bạn nào mà chưa xem lại thì tụi mình xem lại nhanh. Nếu không, thầy như thầy đã nói, nếu không xem like của thầy ngày hôm nay thì em sẽ trở thành người tối cổ. Nếu không xem ngày hôm nay thì em sẽ trở thành người tối cổ. Đấy là điều khẳng định trực tiếp từ thầy đúng không? Nào mình có này. Vậy mình mục tiêu mình đi tìm NCO2 và nước nước thôi. Mục tiêu mình đi tìm hai này. Vậy mình ra tận A, B, C, D. Đúng chưa? Mình lại ra tận A, B, C, D. Chính cho Trinh xem vào trong lớp mọi người nhé. Những dạng này tầm 6, 7 cộng. Đúng rồi, thì đang cân những dạng tầm 6, 7 cộng này. Mấy dữ kiện? 1 dữ kiện, 2 dữ kiện. Chuẩn chưa? Mấy ẩn? 1, 2, 3, 4. 4 ẩn, đúng chưa? Này, 1, 2, 3, 4 ẩn, 2 dữ kiện. Mình hoàn toàn được gạch 2 ẩn, đúng không? Ghét thằng nào gạch thằng đấy. Ghét thằng nào gạch thằng đấy. Bây giờ thì chọn một bạn đầu tiên gạch A, B, C, D cho một bạn chọn. Bạn nào comment đầu tiên em muốn gạch ẩn nào thì thầy sẽ gạch ẩn đấy cho các em xem. Nào, bạn nào muốn gạch ẩn nào, thầy sẽ chọn bạn đầu tiên comment. Thầy chọn bạn đầu tiên comment là em có thể ở vậy. Ở đây là mình được gì nhỉ? Mình được quyền, đây là mình có hai dữ kiện này, mình có bốn ẩn, mình được quyền gạch hai ẩn. À ok, Phan Thành Lợi gạch AB, gạch AB theo Phan Thành Lợi luôn. Nhìn nhá, Phan Thành Lợi comment nhanh hơn, gạch AB rồi. Vậy thì có này, vậy thì có này, gạch AB rồi. Ok, nhìn nhá, vậy hỗn hợp của thầy này thì có phương trình đầu tiên này, C cộng D bằng 0,05. C cộng D bằng 0,05. Đây là phương trình thứ nhất. Ok, phương trình thứ hai nhá, phương trình thứ hai nhá, phân tử khối trung bình bằng 34, nhìn thấy chưa? Vậy có phải là thầy tìm được khối lượng không? Là 34 nhân 0,05 không? Vậy thì có phân tử khối này này, 12 nhân 3 cộng với lại 4 bằng 40C cộng với 12 nhân 4 cộng 4 bằng 52G. Được chưa? Chia cho C cộng D. Có phải C cộng D chính bằng 0,05 không? Chia cho 0,05. Phân tử khối trung bình bằng 34. Vậy bấm máy tính giải hệ giúp thầy này. Bấm máy tính giải hệ giúp thầy này. Hệ bằng bao nhiêu này? 1, 2, skin rất kinh. 1 bằng 1 bằng 0,05 bằng 40 bằng 52 bằng 34 nhân 0,05 bằng C bằng 0,05. Ồ, lỗi chút. Thầy vừa bấm lỗi. A bằng 1, B bằng 1, 0,05, 40, 52, 34 nhân 0,05. Đây, C bằng 0,075. C bằng 0,075. Đúng rồi, CX hợp 4 là một cách chính xác. Nhưng đây thầy đang giả sử như game gà. Âm 0,025. Âm 0,025. Được chưa? Vậy đến đây thầy đi bảo toàn nhá. Thầy bảo toàn carbon này. Số mol nguyên tử nguyên tố carbon bằng này 0,075 nhân 3. 0,075 nhân 3 trừ đi 0,025 nhân 4. 0,025 nhân 4. Được chưa? Đây là số mol CO2. 0,075 nhân 3 trừ đi 0,025 nhân 4 bằng 0,125. 0,125. Được chưa? Nước 0,075 nhân 4. 0,075 nhân 4 trừ đi 0,025 nhân 4. 0,025 nhân 4 bằng 0,2. Chú ý phải chia cho 2. 0,2 chia 2 thì bằng 0,1. Được chưa? Vậy này, để bài hỏi này, m bình tăng thêm m gam. Vậy bằng m CO2 cộng m nước. Vậy m CO2 của thầy là bằng 0,125. M nước của thầy là bằng 0,125 mà nhân 44 cộng với lại m nước của thầy là bằng 0,1 nhân 18. Vậy bằng 0,125 nhân 44 cộng với 0,1 nhân 18 bằng 7,3. Em nhìn thấy không? 7,3 là đáp án đúng, chúng ta là đáp án A. 7,3 gam. Ok, các em hiểu bài không? Các em thấy cách này kinh điển không? Bạn nào thấy cách này kinh điển chấm cái xong xe lại về tường nào. Bạn nào thấy cách này kinh điển thì chấm cái xong xe lại về tường giúp thầy. Các em thấy cách này kinh điển không? Thấy cách này dã man không? Dã man còn ngàn. Âm được, Trương Quỳnh nhá. Mấy like trước thì có dùng skin này chính xác. Gạch hết thì còn nói năng gì nữa.
đi thi bài 4 chất như này auto làm được. Đúng, chính xác. Các em nên nhớ rằng là trong đề thi trung học phổ thông quốc gia các em có hai câu làm được như này. Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia các em có hai câu làm được như này. Luôn luôn có hai câu làm được như vậy luôn. Đấy, đây là các câu trong đề thi học nên thầy livestream cho các em. Đấy, những bạn nào mà muốn trên 7 cộng thầy đã nói là các skin của thầy rất là kinh. À, chào Nguyễn Văn Sang, sáng hồi nãy thầy có livestream 500 câu ở ngay trên fanpage nhé, em phải tìm lại. Thầy không bao giờ thất hứa với bọn em luôn. Thầy luôn luôn đúng giữ đúng lời hứa với các em nhá. Thầy luôn luôn giữ đúng lời hứa với các em. Thế nên là thầy livestream, nhưng mà đáng nhẽ là thầy livestream ở trên nick cá nhân, nhưng mà do là thầy bị report, không biết đứa nào nó đang ghét thầy ấy, nó đang không muốn thầy livestream các skin khủng cho các em nên là report thầy, thế là làm cho thầy không có buổi mà livestream với em được. Nhưng mà không sao, thầy vẫn livestream trên fanpage. Đấy, bạn nào mà chưa like fanpage nhá thì like xong rồi là follow fanpage nhá, đặt xem trước nhá. Dĩ nhiên skin rất nhiều, thầy có một ổ một đống skin siêu to khổng lồ luôn, chỉ dành cho những bạn nào mà chăm chỉ theo dõi thầy. Nhớ chăm chỉ theo dõi thầy, share video livestream của thầy. Thầy chỉ cần nhìn thấy bạn nào mà share video livestream của thầy khác thôi, thầy block luôn, không bao giờ được xem video livestream thầy nữa. Không bao giờ xem video livestream của thầy nữa. Ê, Huê Bùi xem được bài của thầy em vui quá, nguồn sáng. Chính xác, nên share lại về tường trong, share trong các nhóm nha. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 27 nào. Câu số 27, bạn nào muốn chúng ta chiến tiếp 27 chấm cái nào. 27 nhá, chấm cái là nguồn động lực để sang câu 27. Yes, cố lên. Từ đây đến lúc thi tung hết, chính xác. Nào, mình có câu 27. Thầy bảo rồi, chỉ những bạn nào mà theo dõi thầy liên tục và share video livestream của thầy thì thầy sẽ giúp đỡ hết sức. Còn bạn nào mà đi share video livestream của các thầy khác mà không phải share của thầy, thầy sẽ block. Hôm nọ thầy block được khá nhiều đứa đấy. Ancol thì không bao giờ em nhìn thấy thầy đâu. Ancol metilic, Ancol metilic của thầy là xe bao á. Ethylene glycol là C2H4OH 2 lần. Glycerol là C3H5OH 3 lần. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn mgamic thu được CO2, số mol CO2 bằng 0,3. Được chưa? Đề bài bỏ là cho mgamic trên tác dụng với natri dư. Cho mgamic trên tác dụng với natri dư. Đây, cho mgamic trên tác dụng thu được V lít khí hydro. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm giá trị của V. Thế giờ các em nhìn kỹ này, các em lại nhìn kỹ này. Sẵn sàng chưa nào? Ừ, sắp bóng quá thì cũng chẳng biết làm sao nữa chẳng. Thấy chẳng đây đây chẳng là đỡ sức bóng hơn. Ok, nhưng sợ để này lại hơi nóng điện thoại, nóng điện thoại. Đây, xa một chút. Ok chưa? Đợi thầy chỉnh một tí nha. Rồi chắc nét căng hơn Xiaomi rồi. Nào, các em quan sát này. Dĩ nhiên sẽ có một cách để mà các bạn giỏi nhìn thấy, nhưng rất tiếc là các bạn giỏi nhìn thấy đâu. Còn bây giờ chúng ta làm này. A, B, C. 1, 2, 3 ẩn. 1, 2, 3 ẩn. Dĩ nhiên thầy đang soạn để dự đoán cho các em nhá. 1, 2, 3 ẩn này. Một dữ kiện này. Vậy thầy được quyền gạch mấy ẩn nhỉ? Thầy được quyền gạch mấy ẩn nào? Thầy được quyền gạch mấy ẩn? A, 3 ẩn, 1 dữ kiện được quyền gạch 2 ẩn. Nhìn hàng nào to gạch luôn. Nhìn hàng nào to gạch luôn. Vậy ngay tức mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon này. 0,3 x 1 bằng 0,3 chia 1. Vậy A có thể bằng 0,3. Vậy suy ra chỉ có 4 thằng C3OH này tác dụng với natri dư thôi. Nếu em xem về thường thì là mai em vẫn xem được cái đỉnh đông nhá. Được chưa? Vậy này, có phải đây là C3OH mà tác dụng với NaA dư thì sinh ra 1/2 hydro. Vậy thì tìm được số mol hydro bằng 0,3 nhân 1/2 bằng 0,15. Ok. 0,15 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 3,36 lít. Ngon lành cành đào dễ ơn à. Đúng không? Đấy, thế nên thầy bảo các em là những bạn nào mà hôm nay mà không theo dõi buổi livestream này của thầy thì cực kỳ là đáng tiếc. Đấy, các em thấy hay không? Nếu thấy hay thì hãy chấm một cái nhá. Nếu thấy hay thì hãy chấm một cái. Ok. Đây là cách thầy dành cho tất cả các bạn mất gốc, thì tặng cho các bạn mất gốc đã và đang theo dõi thầy, trung thành đi với thầy từ đầu năm đến cuối năm.
Ok, cách này có thể giúp các em cân rất nhiều bài ở trên lớp, và các cô giáo ở trên lớp thì không thể biết cách này được. Và cách này nếu mà trình bày mang trình bày ở trên lớp thì là không được đồng ý đâu nhá. Mấy skill này có khoảng từ 1 đến 2 câu trong đề thi thật. Mỗi skill của thầy có khoảng từ 1 đến 2 3 câu. Từ 1 đến 2 câu. Được chưa? Nào tiếp tục sang câu 28. Sang câu 28 nào. Sang câu 28 nào. Hỗn hợp X gồm axit formic. Dĩ nhiên mê skill của thầy. Hỗn hợp X gồm axit formic. Gạch hai cái đầu cũng là đáp án, không tin đâu gạch thử xem. Acid formic đây nha, bây giờ thì cho cái này đúng 100% chính xác. Acid acrylic C nối đôi. Thầy cũng chẳng hiểu đứa nào nó thích report thầy chịu. COOH. Acid oxalic. Acid oxalic là COOH. COOH. Acid acetic CH3COOH. Được chưa? Được chưa nào? Được chưa nào? Sẵn sàng chưa? 2K2 chưa có gốc nên học chiều này của thầy rất kinh khủng. Cho M gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3, thu được số mol CO2 bằng 0.06. Đốt cháy M gam X cần số mol oxy 2.016 chia 2.4 bằng 0.09. 0.09 thì thu được 4.48 gam CO2. Số mol CO2 bằng 4.84 chia cho 44 bằng 0.11. 0.11 và A gam nước. Đề bài yêu cầu xác định giá trị của A. Có không nhá? Mấy dạng đó thì có hết, thầy chuẩn bị thầy cho các em full skin. Các em có thấy bị mờ không? Sao nhiều bạn kêu bị mờ lắm? Nhớ công thức cấu tạo thì sẽ có skin khác em nhé. Có skin nhớ công thức cấu tạo sau nhé. Nào mình đặt này, lại đặt này. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4 ẩn. 1 dữ kiện, 2 dữ kiện, 3 dữ kiện. Nào vậy bây giờ các em gạch ẩn nào nào? Vậy mình được quyền gạch một ẩn. Nào, bạn nào muốn gạch ẩn nào comment đầu tiên thì thầy sẽ gạch. Bạn nào muốn gạch ẩn nào comment đầu tiên thầy gạch ở đấy. Khẩn trương comment ẩn mà em muốn gạch nào. Để đỡ thắc mắc hãy comment thật nhanh để thầy gạch một cái ẩn mà em muốn thầy gạch. Chỉ được gạch một ẩn huy nguyễn. Gạch C, ok, Cao Quang Hào nói gạch C thì gạch C cho Cao Quang Hào. Cao Quang Hào bạn comment đầu tiên nhá. Vậy ở đây này thì có này, phương trình đầu tiên này là tác dụng với NaHCO3 thì ra CO2, vậy là số mol nhóm COH này. Anh HCOH có A mol COH này thì cho dịch dịch lên nhá. Đây anh này có A mol COH. Anh này cũng có B mol nhóm COH đây, B mol cộng B. Anh này có D mol cộng D bằng 0.06. Ok chưa? Tiếp tục. Bảo toàn ra nhóm CO2, ra CO2 nhá, carbon này. Thì anh này có mấy carbon? 1 carbon. Anh này có 1 2 3 carbon. 3B. Anh này có 2 carbon. 2G thì bằng 0.11. Bằng 0.11. Được chưa? Tại vì ở không gạch hai cái, vì ở đây là chỉ có 4 ẩn mà chỉ có 3 dữ kiện thì chỉ được gạch 1 thôi em nhé. Gạch hai cái thì lại sai mất rồi. Được chưa? Mình chỉ gạch làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện thôi. Tiếp tục ra bảo toàn oxy này. Bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy thì thế này. Muốn bảo toàn oxy thì đầu tiên mình đi bảo toàn hydro đi cho dễ để ra được đầu nước ở bên này đi. Mình có bên này là hydro này, 2A. 2A. Bên này là gì nhỉ? Anh này chính là CH2 này. H này. Với anh này là 2 này, 3, 4B. Cộng với anh này là 4G chia 2. Bây giờ thì bảo toàn oxy nhé. Phương trình đầu là bảo toàn nhóm COH. Bao nhiêu nhóm COH thì sinh ra bấy nhiêu CO2. Phương trình số 3 bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. 2A cộng với 2B cộng với 2G. Phương trình này bị trùng rồi. 2A cộng 2B cộng 2G cộng với, phương trình này khả năng cao bị trùng. Nay thầy chiến đến hết câu này. Ok chưa? Phương trình này bị trùng. Em nhìn này, hai phương trình này trùng nhau.
nhìn kỹ thấy hai cái trình này trùng nhau, đúng không? Không phải trùng nhau đâu. Bằng này cộng với lại 0,09 nhân 2 thì bằng này 0,11 nhân 2 cộng với đây nhân 1 này, a này 4b chia 2 thì là còn 2b này, 4d chia 2 thì còn là 2d. Vậy đây thì giải hệ này, giải hệ này là sao? 1 2, 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0,06 bằng 1 bằng 3 bằng 2 bằng 0,11 bằng 2a mà trừ đi 1a thì còn a, 1 bằng 2b trừ 2b hết, 2d trừ 2d hết. Vậy là còn 0,22. 0 bằng 0 bằng 0,22 trừ đi 0,09 nhân 2 bằng, ôi chết rồi, thì ấn 1 3 giải hệ 3. 1 bằng 1 bằng 1 bằng, bạn đã bấm vào đây đi. 0,06 1 bằng 3 bằng 2 bằng 0,11 a trừ a hết. Thế là 1 bằng b trừ b hết, 0 bằng này, 0 bằng này 0,22 trừ 0,18 bằng, đây a bằng 0,04 0,04 b bằng 0,03 d bằng âm 0,01 âm 0,01. Các em thấy kinh không? Số âm tính toán bình thường nhé, số âm tính toán bình thường. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của a, thế là thế và thế thôi. Xem nào, vậy đây chính bằng là a cộng 2b cộng 2d. A biết bằng 0,04 rồi, 2 nhân 0,03 là bằng 0,06, 2d là trừ đi 2 nhân âm 0,1 là trừ đi 0,02. 0,04 0,04 cộng 0,06 trừ 0,02 bằng bằng nhân 18 bằng 1,44 cả. Tèn tèn tèn. Dễ. Dã man chưa? Kinh khủng chưa? Kinh khủng tởm chưa? Kinh khủng chưa? Các em thấy dã man không? Đấy, đấy là skin này. Skin rất kinh điển. Không phát lại tao trung hội nhá. Không phát lại một tẹo nào luôn. Thế nên là buổi livestream ngày hôm nay là chỉ dành cho những bạn theo dõi ngày hôm nay thôi. Bạn nào không theo dõi ngày hôm nay thì trở thành người tối cổ thì mặc kệ bạn ấy thôi. Trở thành người tối cổ hôm nay mà không theo dõi buổi livestream này thì chỉ uống nước trở thành người tối cổ thôi. Đấy, thế nên là các em giúp thầy xem video livestream về biển tường nhá. Xong tác tất cả các bạn các em vào trong video livestream. Vẫn còn kịp, bây giờ vẫn còn kịp. Bây giờ vẫn còn kịp để vào xem được tiếp. Đây này, mình sang câu tiếp đây này. Câu 29 đây này. 29 mới gọi là dã man. Và những câu 5 dòng em thường bỏ nhưng giờ có skin này em sẽ xem lại. Chính xác, buổi sau thì live skin số 3. Em vào hơi trễ không sao cả, những bạn hơi trễ chỉ cần xem lại video livestream thôi. Lần đầu thấy giải đó âm vẫn tính được, không HD, HD mà em. Hay lắm, thầy gạch 3 cái em cũng ra ý đề. Nào. Ok. Tiếp tục. Muốn chiến sang câu 29 rồi. 1 2 3 4 5. Câu này của em hay bỏ gì? Câu này của em hay bỏ gì? Thử xem đế bẩn thầy công phá như nào nhá. Chấm cái xem nào. Chấm cái xem nào. Chấm cái xem nào. Ok, Dũng Hoàng không sao cả. Nào chấm cái xem nào. Bạn nào muốn thầy giải câu 29 rồi, nhiều đứa nhìn thấy câu 29 ao hết rồi, nhưng sau khi thầy giải xong lại trầm trồ này. À, câu 29 nhá, nhìn kỹ nhá. Đốt cháy hoàn toàn 13,36. Hỗn hợp gồm axit met acrylic. Đây, acrylic đây. Met là thêm CH3 ở dưới. DH2. Axit adipic. Adipic HOOC CH2 một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng, năm thằng, sáu thằng. Ui, viết mỏi tay quá. Acid acetic CH3 COH. Glycerol C3H8 O3. Trong đó số mol acid met acrylic bằng số mol acid acetic. À, vậy là số mol thằng này là A thì số mol thằng này cũng là A. Hai số mol này bằng nhau. Được chưa? Này, mình có hai số mol thằng này bằng nhau đã này. Đấy, tiếp tục nha. Bằng oxy dư. Thu được hỗn hợp khí và hơi là CO2 và nước. Dẫn đi vào dung dịch chứa BaOH 2 lần. Số mol bằng 0,38. Thu được kết tủa là kết tủa BaCO3 rồi.
Số mol kết tủa BaCO3 chúng ta bằng 49,25 chia cho 197 bằng 0,25 mol. 0,25 mol. Và dung dịch Z đun nóng Z lại thu được kết tủa nữa, điều này chứng tỏ trong Z chúng ta có BaHCO3 hai lần. Được chưa? Cho 13,36 gam hỗn hợp X. Thế thì ở đây bây giờ thì đi bảo toàn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À đúng là thường nhóm xe này. Chính xác. Cảm ơn Phạm Thanh Hùng. 0,38 này nhân 1 trừ 0,25. 0,38 trừ 0,25 bằng 0,13. 0,13. Đến đây bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 0,13 nhân 2 cộng 0,25 nhân 1. Nhân 2 cộng với 0,25 nhân 1 bằng 0,51. Vậy số mol CO2 chúng ta bằng 0,51. Ok chưa? Ok chưa? Thế dừng ở đây này một cháu này. Tiếp tục này. À, cho hợp X mà lại tác dụng với KH. Số mol KH bằng 0,14 thì thu được mà muối. Yêu cầu xác định muối. Thế các em lưu ý này, cái bài này nó khác, cái phần này nó khác với phần bên trên. Thì dữ kiện ở bên trên này giúp mình tìm được giá trị ABC. Đúng chưa? Ở đây mình đặt thằng này là A, B, C và D. Thì mình có mối quan hệ đầu tiên là đề bài cho là số mol mass bằng số mol axit acetic. Vậy là A bằng C đã rồi này. Được chưa? A bằng C đã rồi này. Thêm một dữ kiện rồi. Một dữ kiện nữa là dữ kiện số mol CO2 bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Vậy là thầy có hai dữ kiện. Hai dữ kiện mà bốn ẩn thì thầy được quyền gạch 2. Đúng chưa? Hai dữ kiện mà bốn ẩn thì được quyền gạch 2. Nhưng các em lưu ý này. Các em lưu ý này. Nếu đây nhá, thì có dữ kiện là CO2 bằng 0,51 này. À đây, 3 dữ kiện 1, 2. Đúng rồi, 3 dữ kiện vậy thầy được chỉ được quyền gạch 1 thôi. Gạch 1 chất. Vậy thầy không thể gạch A hoặc C được bởi vì A và C là một dữ kiện. Đúng chưa? Vậy thì chỉ còn quyền gạch B hoặc D. Nhưng các em chú ý, cả cái hỗn hợp này có 3 chất này tác dụng với KOH, chỉ riêng là C3H8O3 không tác dụng với KOH. Vậy mình không thể gạch D, bởi vì nếu gạch D thì hỗn hợp này trở thành hỗn hợp toàn bộ tác dụng với KOH thì sai vào bản chất hỗn hợp. Thế nên thầy chỉ được quyền gạch thằng C. Thế nên thầy chỉ được quyền gạch thằng B, bởi vì thằng B không có dữ kiện liên quan. Được chưa? Vậy đây có bảo toàn carbon 1, 2, 3, 4, 4A cộng với 2C cộng với 3D thì bằng 0,51. Phương trình cuối cùng là phương trình về khối lượng. Anh này là C4H6 thì là bằng 86A cộng với anh này bằng 60C cộng với 92D thì bằng 13,36. Vậy đến đây mình tìm được ABC. Nhìn kỹ nhá. 1 bằng 0 bằng 1 bằng 0 bằng 4 bằng 2 bằng 3 bằng 0,51 bằng thầy lại bấm nhầm hệ. 1 bằng 0 bằng 1 bằng trừ 1 trừ 1 bằng 0 bằng 4 bằng 2 bằng 3 bằng 0,51 bằng 86 bằng 60 bằng 92 bằng 13,36 bằng đây 0,060625. A bằng 0,060625. C bằng 0,0428125. Z bằng D bằng 0,060625. Được chưa? Vậy tác dụng với cao á, ra được muối. Muối, vậy muối đây chủ của thầy gồm này. Anh này là C3H5 COOK. Đúng chưa? Với số mol của nó bằng 0,060625. Tiếp tục là CH3 COOK với số mol bằng 0,0428125. Được chưa? Đề bài đây hỏi chúng ta là coca dung dịch thu được chất rắn khan. Vậy trong này chắc chắn còn cao hát dư. Bảo toàn kali 0,14 trừ đi này. A bằng C đúng rồi. A bằng C sao lại khác? Đâu? A ui nhỉ? Sorry cả nhà.
Chắc thầy bấm nhầm hệ. 1 bằng này, 0 bằng này, trừ 1 bằng này, 0 bằng này, 4 bằng này, 2 bằng này, 3 bằng này, 0,51 bằng này, 86 bằng này, 60 bằng này, 92 bằng này, 13,36 bằng này, 0,0625, 0,0425. Ơ vẫn vậy. Ơ thế. À. Ủa thì nó mới tính sai chính xác. A bằng C trừ 1 bằng 0 bằng. Rồi. Thầy vừa bấm máy tính sai. Thank you. Đây. Thảm nào thấy số lẻ thế. A bằng 0,06. Cảm ơn cả nhà. C bằng 0,06. Z bằng 0,05. D bằng 0,05. Được chưa? Vậy đây này, anh này bằng 0,06. Anh này bằng 0,06. Vậy cao hắt dư này 0,14 trừ 0,06 trừ 0,06 bằng 0,02. Vậy đây chính là khuôn lượng chất đán. 0,06 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 3 cộng 5 cộng 44 cộng 39 cộng 0,06 nhân mở ngoặc đơn 15 cộng 44 cộng 39 cộng 0,02 nhân 56 bằng 14,44. Tèn tèn tèn. C. Ừ vừa nãy thầy gạch cái đuối mà. Thấy kinh điển không? Thấy dã man không? Các em thấy thế nào? Quá kinh khủng. Quá dã man đúng không? Dĩ nhiên cực kỳ đơn giản mà các em. Cực kỳ đơn giản mà. Thực sự nó đơn giản mà. Em gạch chất khác được thanh cỏ. Em gạch chất khác được. Em hoàn toàn được quyền gạch chất khác. Mình sang câu 30 nhá. Mình sang câu 30 nhá. 0,51 ở đâu? 0,51 là lúc nãy thì làm. Em đọc đề bài dài dài tí là quán không biết làm gì đầu tiên. Nhưng mà từ nay đã có skin của thầy khổ rồi. Đúng không? Câu 29 gì ấy, nhìn không? 5 dòng đúng không? Em gạch chất khác thì coi những hợp không có chất đấy chính xác. Nhưng mà với cái bài vừa rồi thì bắt buộc phải dựng gạch CH3 CW nhá. Dĩ nhiên cách thầy quá hay. Nhớ xe lại về tường tóm tắt các bạn vào trong video live stream nhá. Cái này thầy bảo học giỏi trên lớp cũng không biết đâu. Học thầy mới biết được. Đúng không? Cần tim ấy. Cần tim là ở đây ấy. Câu 30 nào. Hỗn hợp gồm. Sẵn sàng giải câu 30 cho các em. Hỗn hợp gồm hydro propen CH6 acid acrylic CH2 nối đôi CH COOH ancol alinic CH2 nối đôi CH CH2OH. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol. Cộng với oxy thu được số mol CO2 30,24 chia 2,4 1,35. Được chưa? Đun nóng X với bột niken. Đun nóng X với bột niken. Niken nhiệt độ một thời gian. Một thời gian. Thế thì khi mà đun nóng X với lại niken ấy, một thời gian ấy, đấy, thì thu được hỗn hợp Y. Tỷ khối hơi của Y so với độ A. Câu này thì vẫn giải được, nhưng mà thầy nghĩ rằng là câu 30 này hiện tại bây giờ nó chiêu skin rất là khủng, rất là khó. Câu 30 này là skin này sử dụng khó nha. Thì để buổi sau thầy sẽ nói cho các em. Để buổi sau thầy sẽ hướng dẫn cho các em. Chứ bây giờ mà vừa mới học cái skill này thì ngay lập tức làm vào câu này thì các em sẽ chọn nhá. Cái này thì để buổi sau nhé. Mình sang câu 31 đi. Dạng này thầy sẽ nói cho các em sau. 31. Đốt cháy hoàn toàn 14,38 gram. Hỗn hợp gồm anhid formic là HCHO. Ancol methylic là CH3OH. Ethylen glycol là C2H4OH 2 lần. Glycerol là C3H8O3. Tối thứ 3 nhá.
túi thứ ba thanh cò nhá, acid butan 1,4 ối của HOOC 1 CH2 1 CH2 1 COOH, 2 hydroxin propanoic. Các con hảo xe trong nhóm lớp mình giúp thầy nhá. 2 hydroxin propanoic đây, propanoic đây, 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 OOH, 2 hydroxin OH đây. Vậy đây có H, đều H3. Thu được cộng với lại oxy thì thu được CO2 0,47 mol. Số mol nước tạo thành là bao nhiêu? Số mol nước tạo thành là bao nhiêu? Đấy. Thế vậy thì có này, A, B, C, D, E, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ạ. 1 dữ kiện, 2 dữ kiện. Đúng chưa? Vậy thầy được quyền gạch mấy ẩm? 4 ẩm. Đúng không? Thầy được quyền gạch khoảng 4 ẩm. Vậy thầy gạch 4 ẩm nào? Gạch 4 ẩm nào? Gạch phứa thôi. Nào, bạn nào comment đầu tiên thì sẽ gạch yêu chiều theo bạn ấy 4 ẩm đầu tiên. Nào, bạn nào muốn gạch 4 ẩm nào, comment thật nhanh. Bạn nào muốn gạch 4 ẩm nào, comment thật nhanh để thầy gạch nào. Em muốn gạch 4 ẩm nào, comment thật nhanh để thầy gạch. Thầy sẽ gạch theo ý của em. 4 cái cuối xứ phan, ok, 4 cái cuối. Thằng này mất, thằng này mất, thằng này mất, thằng này bay màu. Ok chưa? Thầy gạch theo xứ phan nhá. Vậy thì sẽ có hệ công trình này. À, khối lượng HCO2 là 30A cộng 32B bằng 14,38. Phương trình nhai bảo toàn carbon A cộng B bằng 0,47. A cộng B bằng 0,47. 1, 2, 30 bằng 32 bằng 14,38 bằng 1 bằng 1 bằng 0,47 bằng. Một thằng bằng 0,33, một thằng 0,14. A bằng 0,33, B bằng 0,14. Ok. Vậy mình đi bảo toàn như tụi nguyên tố hydro thôi. 0,33 nhân 2 cộng với lại 0,14 nhân 4 chia 2 0,51. Sao lại bị lỗi nhỉ? Xác định số mol nước tạo thành 4 cái cuối, được chưa? Thì bấm lại nhé, thì bấm lại hệ nhá. HCO là 30, thằng này bằng 32, 14,38. Thế thầy bấm nhầm à? Vừa nãy thầy bấm nhầm à? 0,33 nhân 2 cộng với 0,14 nhân 4 bằng chia 2. À, 0,61, đúng rồi. Thầy bấm nhầm kìa em ạ. À, kinh khủng chưa? Kinh khủng tởm chưa? Dám ăn con ngan không? Đấy, bạn nào thấy hay chấm cái. Bạn nào thấy hay chấm cái đồ xe lại về tường nào. Bạn nào thấy hay chấm cái đồ xe lại về tường. Dám ăn chưa? Kinh điển chưa? Đấy, đây là những cái chiêu mà thầy muốn giúp đỡ cho các em cân bằng trên 7 cộng. Đấy, ừ, nhầm chỗ H2, ok, thầy sửa rồi. Bạn nào mà chưa xem, chưa xe lại về tường thì ngay lập tức xem và xe lại về tường ngay. Nếu không tí nào ai chim xong thì ẩn mất tích con hàng lương luôn. Không có cái hay nào mà giữ lại được. 32 nào, cân 32 nào. Thầy bảo rồi mà có thể minh minh cuộc chiến của em rất kinh khủng. Thế nên là rất nhiều người muốn report nick thầy để mà thầy không dạy cho em những cái hay này. Đấy, thế nên là từ nay là thầy chuyển nhà lên trên fanpage nha. Từ nay thầy chuyển nhà lên trên fanpage. Bạn nào mà chưa like fanpage của thầy thì like ngay lập tức đi. Bạn nào chưa đặt xem trước thì đặt xem trước đi. Không sau ngày hôm nay em lại trở thành tối cổ. Không sau ngày hôm nay em lại trở thành tối cổ đấy. 32 nào. Quất tiếp 32 nào. 32 nào. Quất nốt 32 nhá. Quất nốt 32 rồi mình nghỉ nhá. Mình chỉ làm vậy thôi, còn lại tất cả các câu còn lại easy. Mình xử nốt 32 nhá. Các em nhìn kỹ này, mình xử nốt 32. Đốt cháy hoàn toàn X gồm sắt Roger C12H22O11. Mantoser Man C12H22O11. Acid acetic CH3COOH. Anhid formic HCSO. Đặt này, A, B, C, D cộng oxy 7,5 thu được V lý khí CO2 và nước. Để bài hỏi V CO2 thôi. Nào, 4 ẩm, 1 dữ kiện, được gạch 3 ẩm. Nào, cho các em chọn các em gạch 3 ẩm.
cho các em chọn kem bạch bạc. Sáng mai thì không like nhé Lê Đăng nhé. Sáng mai không like. Sáng mai thì không like gì hết. Được chưa? Nào, các em muốn chọn cái bình gạch bảng nào? Bảng nào comment thật nhanh nào. ABC. Rồi ok, ABC Nguyễn Đức Anh, ABC chiều em. Bay màu vàng ạ. Vậy thì viết phương trình này. HCSO này cộng oxy, vậy là CH2O cộng oxy để tạo thành CO2 cộng với nước. Cân bằng phương trình như thế này, 1 này, 1 này, đếm hydro này, 3 này, trừ đi 1 đủ này. Số mol oxy bằng 7,5. Thì suy ra số mol CO2 bằng 7,5. 7,5 mà nhân 2,4. 168 lít nhìn thấy không? 168. À. Kinh khủng tổng chưa? Dã man chưa? Tiền đến hèn. Tiếp. Các em có hiểu câu này không nhỉ? Bao nhiêu bạn hiểu câu này? Đấy, bao nhiêu bạn hiểu câu này thì thả chấm cái. Đấy. Các em thấy dã man chưa? Đấy, thì thực ra cái buổi livestream ngày hôm nay là thầy muốn giới thiệu các em cái skin 002 tế mẩn của thầy dành cho tất cả các bạn mất gốc 2K1, 2K2. Thầy còn skin 003, skin 004, skin 005. Thì tối thứ 3 là thầy sẽ livestream cho các em chú ý nhớ lịch livestream hàng sáng của thầy nhá. Chúng ta sẽ có cái buổi livestream tiếp theo là đồng phân este. Đồng phân este. Xác định đồng phân este vào ngay tối mai. Nhầm. Xác định skin tiếp theo, skin 003, tiếp tục vào tối thứ 3 tuần sau. Tối thứ 3 tuần sau. Được chưa? Và chú ý lịch like 505 câu nhận biết. Câu nhận biết thông hiểu. 505 câu nhận biết thông hiểu là vào sáng thứ 7, sáng chủ nhật, sáng thứ 2, sáng thứ 3. Nhớ nha, 505 câu nhận biết thông hiểu sáng thứ 7, sáng chủ nhật, sáng thứ 2, sáng thứ 3. Và tuần sau, gần như ngày nào thì cũng live stream cho các em. Chú ý theo dõi này nhá. Skin 003 là gì? Nó là điều bí mật. Hãy theo dõi fanpage của thầy để cập nhật chi tiết về skin 003. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Skin rất nhiều skin luôn. Ok đấy, em bận nãy giờ vô lại như từ trên trời rơi xuống, chính xác rồi. Ok. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại.